Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình đang đi shooting nhá. Đi mua đồ chuẩn bị Halloween Nè. á. Halloween chú sâu trong việc Cũng Halloween, Halloween. lễ hội hóa trang hả? Halloween này đang đi mua kẹo này cả nhà, cho mấy em biết. Lấy em chọn cái kẹo nào đó không? Anh chọn đấy. Cái đó. Cái gì? Lấy em chọn kẹo đây. Anh chọn đây nhá. Mà không phải cho mình ăn. Chọn cho người ta đó con. Đấy, cho người ta. Cho bé bé nào mà tới gõ cửa nhà mình đó thì mình cho đó. Em bé tới nhà mình xin kẹo. Nhưng mà nó cũng ăn được chút chút mà, sao vậy? Lấy này vậy này vậy. Cái cái vậy. Đây. Bên này có nhiều cái mặt nạ này. Có nhiều gì mặt nạ? Mặt nạ. Mặt nạ. Ừ. Ổn vậy? Ổn vậy? Ổn hả? Sợ quá ha. Mặt nạ đi cũng ghê quá. Mặt nạ dư tinh. Ừ. Cái này cho em được rồi. Đây, thử thử đi. Em sẽ xử lắm. Thì em làm thử thử thôi. Thử thôi. Tu fais peur à tout le monde après. Không thử. Không được, được, thử được. Ở đây được. Quá sợ quá, thôi thôi. C'est pas vraiment là. Wow. Sợ quá. Sợ quá. Thôi sợ lắm. Tu veux l'acheter ou pas? C'est dep avec ça. Lấy cái mũ đi nè. Mũ này em nói này hả? Là là bà là. Sao? Nó con gái quá. Con thử, thôi được, thử thử. Không phải gái đâu, phù thủy mà. Oh. Leo là phù thủy hả? Con muốn chọn cái gì? Em phải nội thất nhé. Cô lấy yon un bleu. Un vampire, tu vas être un vampire. Je vais essayer celui-là. Ôi ghê quá. Mày sợ quá. Thử thôi nha, không có mua mấy cái này ra mày sợ lắm. Ôi là là. No. Ôi sợ lắm. Vậy. C'est pas beau celui-là. Celui-là il est bien. C'est beau. Ou alors peut-être celui-là. Sợ quá à. Thôi sợ mấy cái đó sợ lắm. Thôi mấy cái đó sợ lắm. Bị sợ. Cái đó đúng là bị sợ luôn á. Le vampire. Hay. Le vert d'éperon. Đây. Le plus beau c'est le vert. Có con nhện nữa nè. Ở đây có con nhện nè. 5€. 5€ hả? Thôi em sợ lắm. Mua cho nó hả? Thôi sợ mua. À, xin cua sợ. Ông lấy cái gì vậy? Cái viết mà. Cái bút chì. Cái bút chì. Star Wars, cái này đi em có rồi, Batman hả? Batman em có Batman rồi. Batman em có rồi, em đêm nào cũng Batman hết á. Tin tin này bố. Thôi, thôi, khỏi ơi. Em làm voi xe hả? Ừ. Du maquillage. Rồi, trang điểm cái đó hả? Thôi mẹ làm với Tia. Mua euro. Attention, tombe pas. Bạn của em á. Ui sợ quá. Sợ nhất rồi. Ôi, cho người lớn hả anh ha? À, cho người lớn lắm này. Ôi thôi 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 thôi, em đừng khỏi ngủ luôn á. Sợ lắm. Em không thích mấy cái này á. Em không thích chút nào hết á. Đấy vậy? Ờ. Rồi. Em không thích mấy cái đó, em bị không thích luôn. Hai người nhân sinh hai người đều đặc đặc cũng nhiều. À không, không không không, bị sợ lắm á. Ok. Ghê quá. Sợ quá hả? Cả nhà ơi, sợ quá hả? Ở đây có cái ông đây rồi cũng được được chút hả?
Đây có cái cài cũng dễ thương nè. Hả? Cho em nè. Có người dơi. Thôi em có rồi. Mình có gì? Có con mèo đó. Non, không phải con Sula. C'est pas pour Halloween. Cho tí à. Này rộng quá à. Rồi, cho tí à rộng. Ủa, sẽ quá xa. Mặt nạ con khỉ này đáng yêu rồi Liam. Cái đây cũng được không? Liam muốn thử hết mặt nạ. Liam muốn thử hết tất cả. Liam muốn thử hết tất cả mặt nạ luôn. C'est bon, c'est devant tes yeux ou pas? C'est devant tes yeux ou pas? Oui ou non? Là? Ça va? Tu nous vois ou pas? Anh đỡ mẹ anh chưa thôi. Đây cũng có nhiều hoa quá trời, hoa giả hả? Để trưng bày nè. Bé bé đang ngủ. Bé bé Tia đang ngủ rồi. Lia muốn cái gì cũng muốn thử hết á. Thử thì con rồng á. Piu piu. Trop grand. Đỡ vậy luôn. Nó muốn là con sông mà. Anh ăn cô tê mệt mấy á. Anh ăn cô tê mệt. Là con sông. Con sông. Rồi vô giác cơ vợ là dung. Pour les enfants, c'est peut-être ça pour Liam. Liam thử gì cái gì cũng thử hết vậy con. Cô kia này. Rộng quá hả? Ừ. Cái đó bị ớn lắm, đừng có mua mấy cái đó nha. Em không chịu đâu á. Em không chịu cái đó đâu nha. Cái đó ớn lắm. Ôi giời ơi, không đi ăn không khoái vậy. Em khoái dữ vậy? Đi siêu thị mua đồ mà hồi nãy giờ đứng vô đây không đó. Đây là đưa đưa. Đi sợ quá. Ông muốn hai cái à? Mà cái này bị xé ra, après ils vont dire que c'est à cause de toi. Sợ quá đi em ơi. Fais comme ça, à tout le monde. Avec le masque de monstre. Oh là là. Sợ lắm. Pas juste devant ta tête sinon on voit pas le masque. Đây người ta bán mấy cái màu đỡ vỉ này, trang điểm này. Non le masque dragon tu peux pas Liam. Liam thích mặt nạ con rồng. Thích đều ở tên đâu à? Tao đó con. Thích làm gì hả? Ôi là là. Thôi được rồi, đi. Đi. Lấy gì lấy cái này á. Thôi sợ lắm, mừng không mua đi sợ quá. Em gì em ám ảnh ngủ không được á, sợ thiệt á. Đây bây giờ đi mua đồ. Bây giờ đi mua đồ cho để trễ á. No, chút nữa a phê mình mua đồ á, mua bánh, mua đồ ăn trước hả? Đây, đây đây, đi mua đồ ăn cho để. Còn cereal còn gì không? Cereal còn không cắn, còn không cắn. Đường cũng còn. Lại mua thịt mấy bánh ngọt của thế em cũng không cắn nữa. Rồi. Đi lại đi em mua cái đây chút. Nó không có giống như trước kia ha, nó có cái hộp mà. Nó có hộp mà cái miếng cà rê á. Rồi, đi em mua gì? Mua sữa rồi. Mua gì nữa? Mua sữa và bây giờ mua gì? Đi mua trứng gà với thịt vậy. Đi mua thịt hả? Yeah. Thịt cá, với thịt cá gì á? Yeah, tôi mua thịt với cá. Sưu tiên này, gia đình Alex thích đi sưu tiên này tại có một chỗ mua cá á. Mấy sưu tiên cá không có luôn á. Chỉ trong thu lần đá thôi. Một cái ô sơn là? Sưu tiên. Ô sơn là con nhà không phải trong mấy á.
lại nhà hàng thịt. Thịt bò. Ở đây nhiêu ký vậy? 18 euro một ký. Nhiêu? Thịt cừu. Thịt cừu. Đây là thịt bò con này. Tất cả đây là thịt bò con. À, thịt bò con hả? Thịt bê á hả? Còn con bò em bé à? Cái này là thịt cừu. Tất cả này là thịt cừu hả? Màu xanh hả? À, màu xanh là thịt cừu hả? À. Em đâu biết cho biết thịt cừu đâu. Thịt cừu là trong cái bát là thịt cừu. Cũng có chân heo nè. Thịt đây nè. Đây hả? Rồi. Có 3 euro 1 ký hả? Là 3 euro 1 ký ạ. Thì giống như bên trong mình thấy ạ. Nó cũng kết như bên trong chút mềm. Tới gian hàng cá nè. Cá ngon không? Ở đây có cá gì ngon không? Cá nục à? Ở đây cá nục đây nhiêu ký vậy ta? Mà khô hả? Hả? Anh muốn ăn cá gì? Em mới bữa nó có con cá mềm mềm pha chỗ đây á, để mua dừa kho em mà đâu mất rồi. Đây không có. Có cá hồi nè. Đây có cá hồi. Cái gì muốn ăn? Mà nói dương mà anh giống như trong bọt đặc thề chín giống như gà chín bóc á. Thì cá này chín bóc ngon. Ngon hả? Đã nuôi cá này. Có cá ngừ nữa kìa. Hầu hết cũng có con mương này á, chưa hết đó. Ờ có tôm nè, một ký tôm vậy. Có ngao nữa đó, mà ngao sao chết rồi hả? Rồi chết rồi, nó hở rồi. Hàu nè, hàu 10 euro 1 ký. Ốc đây 9 euro mấy 1 ký. Thì anh mua cá. Thì em hồi nãy Liam chọn hả? Là xin lỗi. Wait, wait, David is with. S'il vous plaît. Wait, baby thức dậy rồi hả? Baby thức dậy hả? Rồi. Ở đây có xoài nè. Tí hả con? Này có xoài, có ananas. Xoài từ châu Phi này. Một ô. Bông ngoài một chảy à. Anh ăn không? Ananas á. Chú vứ. Bù bà. Con. Mày lấy thêm máy cũ anh hả? Lấy thêm máy cũ. Máy cũ hả? Mỗi lần Liam nó đi chợ là nó giúp ba nó. Nó giúp ba nó lấy đồ bỏ lên. Ok, bây giờ cả gia đình mình đi về. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.